Sắp đến ngày sinh Hồ Bích Trâm thoải mái nhảy nhót đu trend TikTok. Hồ Bích Trâm là một trong những mẹ bầu được chú ý nhất thời gian gần đây. Chỉ còn vài ngày nữa, nữ diễn viên sẽ chính thức lâm bồn chào đón con đầu lòng. Cô giữ trạng thái vui vẻ, thoải mái và vận động để việc sinh nở diễn ra thuận lợi hơn. Người đẹp khiến nhiều người khen tị khi có ông xã luôn kề cận và chăm sóc không thiếu thứ gì. Mới đây, Hồ Bích Trâm đăng tải đoạn video chia sẻ khoảnh khắc cô nàng vui tươi, nhảy theo nhạc. Cùng dòng trạng thái, còn 6 ngày nữa sẽ vừa cạn đón con trai. Dù bụng đã khá to, nhưng mẹ bầu vẫn tự tin bắt trend nhảy của TikTok một cách điêu luyện, cùng biểu cảm vô cùng hài hước. Đoạn clip khiến nhiều người không khỏi bật cười vì gần sinh vẫn còn lầy của Hồ Bích Trâm. Tuy nhiên, một số ý kiến dành sự lo lắng cho bà bầu vì sợ vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Hồ Bích Trâm hài hước đáp, em khỏe đó mấy chị, mai úp hậu trường cả nhà quay cười sảng. Cả nhà an tâm, em đứng em nhún thôi, điện thoại lắc thay em mà chứ em đâu có nhảy gì đâu. Lời chia sẻ chân thật nhưng không kém phần hài hước của nữ diễn viên nhận được hàng trăm lượt tương tác. Có thể thấy dù sắp bước vào giai đoạn quan trọng và khó khăn của cuộc đời, nhưng Hồ Bích Trâm vẫn vui tươi và tự tin. Thông thường những bà mẹ bầu gần đến ngày lâm bồn thường lo lắng không yên, thậm chí nhiều người còn bị trầm cảm. Nhưng Hồ Bích Trâm lại khác, cô tham gia một số hoạt động showbiz thay vì ở nhà nghỉ ngơi, được chồng hộ tống đi đám cưới và tặng luôn xế hộp sang trọng. Từ khi mang thai con đầu lòng, Hồ Bích Trâm được chồng và gia đình vô cùng cưng chiều, yêu thương. Quảng Trọng luôn là người tháp tùng vợ trong mọi sự kiện vì không muốn cô mang bầu lại xuất hiện ở đám đông một mình. Mới đây gia đình Hồ Bích Trâm lại tạo thêm một xế hộp đắt tiền. Đây có lẽ là món quà từ chồng để cô và con trai thuận tiện hơn trong việc đi lại sau này. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ có lẽ là được gia đình quan tâm, chăm sóc ở giai đoạn quan trọng của thai kỳ. Việc mang thai 9 tháng 10 ngày vô cùng cực khổ. Chính vì vậy mỗi người chồng cần có trách nhiệm và san sẻ khó khăn với vợ mình. Hồ Bích Trâm may mắn khi có được người chồng yêu thương, chăm sóc hết mình. Hy vọng cô sẽ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông.